trang thông tin giáo phận phú cường xin kính chào quý vị đang theo dõi một điểm tin giáo hội hoàng vũ tứ vân xin kính chào và kính chúc quý vị một tuần thánh tràn đầy hồng ân và thánh thiện của thiên chúa tin Vatican, chương trình tuần thánh tại Roma năm 2021. Theo tin Radio Việt Nam Asia ngày 23 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn bị cử hành tuần thánh lần thứ hai tại Roma trong tình trạng giới nghiêm vì đại dịch Covid-19. Thông cáo các cử hành tuần thánh đã được văn phòng báo chí tòa thánh công bố chính thức vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Chủ nhật lễ lá, ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 30 tại bàn thờ ngay tòa, trong khu vực phía đầu đền thờ Thánh Phaero. Thánh lễ sáng thứ năm tuần thánh lúc 10 giờ cũng tại khu vực bàn thờ ngay tòa do Đức Thánh Cha chủ sự và lễ chiều thứ năm tuần thánh lúc 18 giờ do Đức Hồng Y Giovanni Battista Pre, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự và không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi tượng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu lúc 18 giờ chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. 3 giờ sau đó, Ngài chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể vào lúc 21 giờ tối tại quảng trường Thánh Phêrô và được truyền đi qua hệ thống truyền hình thế giới Mondovisione các bài tưởng niệm trong đàn thánh giá này do một nhóm các hướng đạo sinh công giáo thuộc đoàn Foligno miền Umbria, Trung Italia và giáo sứ các thánh tử đạo Uganda soạn. Cái nhìn của các trẻ em và thiếu niên sẽ là những lời đơn sơ và trực tiếp, ý thức trọn vẹn về ý nghĩa, sự kỳ thị và hạ nhục cũng như công lý và liên đới. Đoàn hướng đạo sinh Foligno gồm 21 huynh trưởng và 145 người trẻ nam nữ từ 9 đến 19 tuổi. Trong khi đó, các sứ của các thánh tử đạo Uganda có 500 em thiếu nhi tham dự các lớp giáo lý xưng tội lần đầu tiên và thêm sức, cũng góp phần vào việc soạn các bài suy niệm. Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 3 tháng 4, lễ vọng phục sinh sẽ được Đức Thánh Cha cử hành tại bàn thờ ngai tòa trong đền thánh Phaero lúc 19 giờ 30 tối. Và sáng hôm sau, ngày 4 tháng 4, Chúa Nhật phục sinh Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ phục sinh lúc 10 giờ sáng, với phép lạnh kèm theo ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Trưa thứ hai phục sinh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh truyền tin trực tuyến từ Thư viện trong dinh tông tòa. Mặc dù vaccine đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới, nhưng tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cách tích cực hơn để việc tôn thờ Chúa có thể diễn ra một cách bình thường. Bộ Tu Sĩ Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Tu Sĩ khẳng định đời sống đang tu sẽ không bị biến mất. Đức Hồng Y John Pras de Elvis, Bộ trưởng Bộ Tu Sĩ nói rằng các cộng đoàn đang tu là cần thiết và sẽ không bị biến mất, ngay cả khi có hơn 30 đan viện tại Tây Ban Nha phải đóng cửa trong năm vừa qua. Trả lời cuộc phỏng vấn của báo chí Vida Nevra của Tây Ban Nha hôm ngày 27 tháng 7 về việc 32 đan viện tại nước này bị đóng cửa trong năm ngoái. Đức học y Pradeanisa nói, đời sống chiêm niệm sẽ không bị biến mất đâu, nhưng phải phản ánh một cách rõ ràng lý tưởng của đời sống tin mừng của các đấng sáng lập là điều căn bản của đời sống chiêm niệm. Đời sống chiêm niệm cần thiết như thức ăn và nước uống để sống. Đức học y nói thêm rằng, chúng ta cần đời sống chiêm niệm như là cần thức ăn và nước uống. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, đời sống chiêm niệm không phải là một hòn đảo ngoài lề của giáo hội, nhưng phải liên kết với thân mình hội thánh. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Học Y cũng nói về tính năng động của các nam nữ tu sĩ và những vấn đề về lãnh đạo. Ngài lên án hiện tượng một đời sống thánh hiến bị đánh dấu bởi các quyền hành tập trung. Ngài nói, quyền hành là để phục vụ chứ không phải là một lãnh vực được đánh dấu ngay cả trong với động lực thiên liêng sai lầm. Trong nhiều trường hợp, mối quan hệ của các tu sĩ nam nữ thể hiện một hệ thống không lành mạnh của các mối quan hệ phục tùng và thống trị, loại bỏ cảm giác tự tin và niềm vui và sự vâng phục bị hiểu lầm. Cuối cùng, Đức Hồng Y nhắc lại lời của Đức Thánh Cha để nói với các tu sĩ nam nữ tại Tây Ban Nha, họ được kêu gọi để trở thành những con người của gặp gỡ. Bất cứ ai thực sự gặp Chúa Giêsu sẽ trở thành chứng nhân và giúp người khác có thể gặp được Chúa. tin giáo hội Cuba. Giáo hội Cuba có radio công giáo đầu tiên phát thanh trực tuyến 24 giờ mỗi ngày. Đài phát thanh Enzonido de la Esperanza, âm thanh hy vọng, thuộc mạng lưới thanh niên công giáo, là đài phát thanh công giáo đầu tiên tại Cuba phát thanh trực tuyến 24 giờ mỗi ngày, nhờ vào sự dấn thân của một nhóm các nhà truyền thông trẻ để truyền bá thông điệp của giáo hội qua Internet được thành lập vào tháng 2 năm 2019, mạng lưới thanh niên công giáo là một mạng cộng đồng trực tuyến có mặt trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, được hỗ trợ bởi Hội đồng Giám mục Cuba. Ruben de Plachinadas, người sáng lập một trong những thành viên lãnh đạo của mạng lưới thanh niên công giáo, cũng là phó tế của dòng truyền giáo Thánh Phaolô, nói với hãng tin quốc tế Internet Service rằng đài phát thanh trực tuyến này được thành lập cách đây không lâu như là một đài phát thanh trực tuyến và thường trực các chương trình radio khác nhau của giáo hội cuba và các nơi khác trên thế giới theo một mạng lưới mà chúng tôi đã thiết kế sáng kiến này nhằm mục đích đào tạo và thông tin cho cộng đoàn công giáo cuba thông qua các mạng xã hội xây dựng cầu nối và kết nối các thành viên của mình ở trong nước hoặc ở nước ngoài cũng như khuyến khích những người trẻ dấn thân Cụ thể trong đời sống Kitô giáo, theo giáo huấn và học thuyết xã hội của Giáo hội, thầy Ruben giải thích rằng đài phát thanh là một điều mới lạ của Cuba bởi vì Cuba mặc dù Giáo hội có thể truy cập các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng không thể có kênh truyền hình hoặc đài phát thanh riêng. Giáo hội Công giáo Cuba có một hệ thống các ấn phẩm và các bản tin chủ yếu giới hạn cho giáo dân, trong khi ở một số trong 11 giáo phận trong nước các nhóm giáo dân tạo ra các chương trình âm thanh được phổ biến qua các kênh khác như các USB dùng trong máy vi tính. Mới đây, hầu hết các gia đình đều có internet, khiến cho công việc của hội giáo hoàng truyền giáo trở nên khả thi hơn với những công cụ mới này. Một điểm tin Giáo hội Hoàng Vũ đến đây là hết xin quý vị tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông của giáo phận phú cường theo lịch phát như sau ngày thứ hai chuyên mục điểm tin giáo phận phú cường ngày thứ năm chuyên mục điểm tin giáo hội việt nam và ngày thứ bảy là chuyên mục điểm tin giáo hội hoàng vũ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại